Vẫn chương 4 phần 2 nói về Amazon DynamoDB. Ở đây chúng ta sẽ nói xem nào. Amazon DynamoDB thằng này thì là giao diện đơn giản, sử dụng lưu trữ kiểu key value. Nó sẽ từ bỏ cái ổn định dữ liệu để đánh đổi lấy cái tồn tại dữ liệu. Nó cái dữ liệu này luôn là always reliable, luôn luôn ghi được. Sẽ không việc là thất bại của học dù thất bại hay là cái việc ghi nó bị không update update thì cũng không biết bị từ chối cả, dù có lỗi hay là do vấn đề là đi đồng bộ nó vẫn tất cả hết. Những cái mâu thuẫn trong dữ liệu sẽ được xử lý trong quá trình đọc thay vì quá trình ghi. Thì cứ ghi đã, ghi trước đọc sau. Đây là một cái nền tảng infrastructure, đâu một cái nền, đâu infrastructure nền tảng mà việc quản lý đơn giản, nơi mọi nốt đều được tin cậy như nhau, tin cậy như nhau, nó không có, chắc không có primary gì cả, không có master, có tất cả gọi đều là developer thôi. Những xem xét thiết kế của nó thì là tăng cường sự cân bằng, ship chi là gì, ship metric tức là siêu khối à, cái gì cái cách nghĩa là gì, là đối xứng, mọi nốt ở trong dynamo có thể có chung một tập các trách nhiệm như là cái đối là những cái nốt xung quanh phi tập trung. Trong quá khứ tập trung, quá tập trung là kết quả này đã được tập trung ấy thì đã hết thời rồi, và mục tiêu là tránh càng nhiều càng tốt. Heterogeneity tức là em không biết sao không, thì cái này là heterogeneity, tính không đồng nhất. Tính không đồng nhất thì rất quan trọng trong việc bổ sung thêm nốt mới với năng lực cao hơn mà không cần phải cung cấp cái này. Hiện tại cái nốt mới này nó sẽ dữ liệu nhiều hơn này, RAM to hơn, chip lớn hơn thì không cần phải cập nhật các nốt cũ. Tiếp không? Thứ đầu tiên là tăng khả năng cân bằng này. Rồi đối xứng này. Tức là có năng lực như nhau. Rồi phi tập trung này. Và cuối cùng là các nốt không cần giống nhau. Tức là có cái gọi là cái không nhất. Tiếp theo này. Phân hoạch và sẵn sàng, luôn sẵn sàng cho việc ghi xử lý các tạm thời các lỗi, có thể tự tái tạo sau sau bị thiết bị bị sập, phát hiện các lỗi và cái lỗi thì bỏ cái quyền tham gia hệ thống của cái lỗi ghi, lỗi phát hiện đuổi ra. Thuật toán phân hoạch thì ta sẽ là ổn định việc bằng băm đầu ra của một khoảng băm, hàm băm được coi như là cái vòng vòng cái ring. DLT thì là một cái zero hop, nghe cái gì hỏi sao cũng băm ra kiệu ra thì theo khóa nào không đây, khóa giải cắm vào đây. Vấn đề thách thức ở đây là mỗi nốt phải duy trì một cái view để xem cái hàng cái vòng ta có bao nhiêu nốt, để khái chia những cái nốt nào. Nốt ảo, mỗi nốt có thể đóng vai trò như là một hoặc nhiều nốt ảo. Mỗi vật lý có thể có nhiều nốt ảo, và một cái máy ảo mạnh thì có máy mạnh hơn ấy, thì có nhiều nốt ảo hơn. Về phân phối nốt ảo trên cái ring này, ưu việt của chúng nối ảo đó là các nốt, nếu các nốt mà không tồn tại thì cái việc chịu tải được của nốt này sẽ được chia đều cho các nốt còn lại. Nếu một nốt đó mà quay trở lại làm việc thì hoặc là một nốt mới được thêm vào hệ thống thì cái nốt mới sẽ nhận một số lượng nốt tương tự
công việc từ các nút khác, tức là không phải vẽ lại cái nữa, mỗi không phải vẽ lại cái bằng tải cái thằng nốt nữa. Chúng ta có ví dụ có 5 vật lý thì ta có 200 nốt ảo, ở trên mỗi vật lý chứa khoảng 20 à, 40, sau đó thêm bốn nước vào thì ta sẽ đẩy nó phần nốt ảo sang được, nó phải trình lại vô lý số lượng các nốt ảo mà nốt có thể chịu trách nhiệm, có thể quyết định dựa trên khả năng sức chứa của nó và dựa vào tính không đồng nhất trong các giữa các nền tảng vật lý việc căn bản. Thế thì ở mỗi một giữa cơ sở một cái bóc khối rượu này, được nhân bản thành trên n các cái máy chủ. N đây là một cái danh sách tốt nhất thì liệt kê danh sách này, anh nốt này chịu trách nhiệm để lưu trữ một khóa cụ thể. Khóa K thì nốt A, B, C lưu trữ khóa ở trong khoảng A, B bao gồm khoảng K, nốt B, C, D, B, C, D khoảng A, B. Column. Column này là khái niệm riêng của thằng ấy thôi. Cái này không biết cái gì gọi gì, column gọi gì, hay là có thể là quota, thì là phân chia cái sự phân chia này, phân chia column. Column là cổ đông, cổ đông đi. N là tổng số các bản ghi cho mỗi cặp khóa key value. R là số lượng nốt tối thiểu phải tham gia trong việc đọc. W là số lượng nốt tối thiểu phải tham gia trong một quá trình ghi cụ thể. Quorum, like, giống kiểu như bỏ phiếu của ông ấy. Thì R, W phải lớn hơn N. Tổng cái số bản lưu của mỗi này thì R, số lượng nút tham gia đọc nó ghi lớn n. Trong mô hình này thì cái độ trễ của việc lấy ra hoặc đưa vào là được biên dịch bởi cái nốt ghi chậm nhất và nốt đọc chậm nhất. Vì do đó đọc và ghi luôn luôn thiết lập nhỏ hơn n để cung cấp cái độ chậm tốt hơn. Thế là sẽ nhanh tăng gấp lên. Đọc với ghi số lượng nốt đó là thất bại tạm thời. Thế là cái column này là cái phút gửi đối lại biểu ấy thì và hint thật and họp giả sử như n 3 khi mà b tạm thời sập hoặc là không thể truy cập được để ghi thì sau đó sẽ gửi cái bản lưu đến e. E được hint thật là được được máy được chỉ trước rằng bản ghi đó thuộc vào B và sẽ gửi đến B khi B hồi phục. Thế thì nếu ghi vào đây mà yêu cầu phải ghi trong khoảng B này, nhưng B sập rồi sẽ gửi đến E, E lưu tạm cho đến khi thằng B lên thì E gửi lại B. Cái này là ý nghĩa là always write luôn luôn ghi đảm bảo để ghi. Đồng bộ giữa các bản ghi thì dùng cái cây Merkle. Merkle mỗi đây một cây hàm mấy băm, nơi mà các lá của nó được băm với giá trị của những cái băm với giá trị của những cái khóa cụ thể. Cái nốt của cha cao hơn trong cái cây thì bằng băm của những cái chứa ẩm băm băm của những cái đứa con của nó. Cái ưu điểm của cái Merkle tree tức ở đây là mỗi nhánh của cây có thể kiểm tra độc lập mà không yêu cầu các nốt phải lấy thông tin toàn cây, hỗ trợ trong việc giảm lượng dữ liệu cần thiết để truyền qua trong quá trình kiểm tra tính ổn định, tính bất ổn định giữa các bản lưu. Phiên bản của dữ liệu lệnh put được gọi sẽ trả về cho cái đối tượng gọi nó trước khi lệnh được cập nhật có thể diễn ra ở tất cả các bản ghi. Lệnh get có thể trả về rất nhiều phiên bản của đối tượng cùng gọi đó. Thì vấn đề xảy ra đây là cái
phiên bản khác biệt lẫn nhau ấy, cần phải được nối lại. Giải pháp là sử dụng một cái đồng hồ để lấy phân biệt giữa các phiên bản khác nhau của cùng một đối tượng. Kiểu như điện A, B nó phân mảnh ở trên các máy chủ khác nhau thì lấy thằng ấy về xem giúp tạo lúc nào. Thằng tạo cuối cùng thì đấy thôi. Ví dụ như vậy. Đồng hồ vector đồng hồ thì vector clock là một danh sách của các nốt, cặp nốt và đếm. Mỗi phiên bản của mỗi đối tượng thì liên kết với một đồng hồ cụ thể. Nếu mà cái điểm đếm đếm trên cái đối tượng đầu tiên ấy mà nhỏ hơn hoặc bằng với tất cả các cái nốt trong cái đồng hồ thứ hai ấy, thì cái biến đầu tiên, cái option đầu tiên là tổ tiên, tức là điện tử đã xuất hiện trước cái biến thứ hai, bỏ qua. Ta lấy dữ liệu vào nó lệch về nhau thì thời gian ấy, thì thằng thời gian cũ hơn thì bỏ qua. Ví dụ ở đây tức là như này. Đầu tiên là viết vào D1 này. Ta viết tiếp vào D2 này. Ta viết vào D3, D4. Tiếp theo lại viết tiếp vào thằng D đây, thằng D5. Khi số lượng các nốt ở counter, các cặp này trong các clock đạt đến mức của 10 thì cái cặp cũ nhất sẽ bị tách xóa khỏi đồng hồ S3, S2 luôn. Tóm tắt về kỹ thuật thì đây đã có là vấn đề là phân mảnh. Kỹ thuật là sử dụng cái là consistency là hàng băm ổn định. Rồi tăng cường cái này hiệu ứng của nó là tăng cường sự đăng tải. Vấn đề là luôn phải tồn tại trên vực ghi thì kỹ thuật đã đưa ra là sử dụng vector clock đồng hồ để reconciliation là cái gì nhỉ? Để để hòa hợp dữ liệu khi đọc. Advanced hiệu ứng là các phiên bản thì được xử lý trong quá trình đọc có tốc độ cập nhật. Vấn đề là gì? Giải quyết những cái sập tạm thời thì kỹ thuật của nó là stop column và hidden head of, đây tức là dùng cái column nó mềm và thế hidden head of, tức là ta sẽ gửi thông tin tạm thời cho đến một cái nốt khác đang sống, đánh dấu cái hiệu đó thuộc cái nốt đang sập. Khi nào nốt sập nó sống lại thì ta sẽ đẩy dữ liệu từ nốt sống đó đang sống trở về nốt mới sẽ hoạt động lại. Ưu điểm là cung cấp cho phép việc dữ liệu liên tục được đọc tồn tại và khả năng chịu lỗi là tăng cường khi mà một trong những cái máy chủ sao lưu nó sập. Tiếp theo tức là vấn đề đưa ra là tái tạo dữ liệu sau khi bị sập thì kỹ thuật dùng là anti entropy với Merkle tree. Ta dùng cái Merkle tree thì ưu điểm là đồng bộ hóa giữa các bản ghi âm và im lặng phía sau, không phải trước. Vấn đề ra là membership and failure, tìm hiểu lỗi và sập hệ thống thì giải pháp là gossip, tức là dùng các cái giao tiếp chuyện trò ngắn ngắn để thông báo với nhau. Hiệu quả là gì? Là đảm bảo là sự cân đối xứng và tránh việc sử dụng tập trung dữ liệu. Và mỗi nốt thì tự động hay kết nối khác để kiểm tra việc tồn tại đó. Tổng kết về DynamoDB. DynamoDB là một cái hệ thống của data store, một cái lưu trữ liệu và cân bằng và sẵn luôn ổn định cho cái nền tảng Amazon. Dynamo thành công việc quản lý server sập rồi sập trung tâm dữ liệu rồi phân mảnh dữ liệu cho mạng. Dynamo tăng cường cân bằng tải và cho phép các dịch vụ người dùng cân bằng scale up bật lên theo hàm xuống cái yêu cầu họ,
Lai-mô cho phép dịch vụ ấy, để thay đổi cái lưu trữ của họ cho phép để đổi dữ liệu kiểu là NRR với cái gì vào trong tuần trung bình nêu rồi dữ liệu là cân bằng giữa đọc và ghi R thì chúng đọc với các chúng ghi các tài liệu liên kệ liên quan. Nói chung cái này phải nhẹ giảng mới được để chuẩn bị bài thôi.